Một lần nữa chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin sáng ngày 12 tháng 7. Thưa quý vị, cùng với dự báo thị trường bất động sản Việt Nam sẽ chứng kiến mức kỷ lục mới của các thương vụ mua bán sáp nhập M&A trong năm 2017-2018, Jones Lang LaSalle Việt Nam vừa phát đi thông báo cho biết còn hàng trăm triệu đô la Mỹ đang chờ đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam thông qua con đường này. Theo nhận định của JL Việt Nam, nhờ những chính sách khuyến khích đầu tư, chính trị ổn định và nền kinh tế tăng trưởng nhanh, Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Lượng vốn FDI đang không ngừng gia tăng trong những năm qua. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2017, Việt Nam đã thu hút khoảng 19,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường bất động sản Việt Nam cũng thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng chủ yếu thông qua con đường M&A. Theo quan sát của JLL, đang có hàng trăm triệu đô la Mỹ nữa đang chờ đợi để đổ vào thị trường bất động sản trong nước. The difficulty for foreign investors is to find income producing assets, so that's buildings that are complete. Chúng tôi thấy các nhà đầu tư đến Việt Nam luôn cảm thấy rất khó khăn để tìm ra được cơ hội đầu tư vào những dự án có thể sinh lời ngay lập tức. Tức những dự án này đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động, tạo ra một dòng tiền ổn định. Các dự án như thế này hiện đang rất là khan hiếm. Mặc dù có rất nhiều chủ đầu tư quan tâm đến loại hình này, chính vì vậy chúng tôi thấy có một xu hướng mới. Đó là các nhà đầu tư mới khi vào Việt Nam, họ sẽ thu mua đất hoặc thành lập liên doanh với đối tác trong nước. Hình thức hình thành hợp tác liên doanh thì phổ biến hơn. Đây cũng là xu hướng của các nhà đầu tư nước ngoài vào bất động sản Việt Nam trong thời gian tới. Nguồn vốn này được cho là sẽ được rải đều cho hầu hết các phân khúc bao gồm nhà ở, văn phòng, bán lẻ, khách sạn và khu công nghiệp. Trong đó, phần lớn nguồn vốn vẫn sẽ đến từ các nhà đầu tư quen thuộc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và sự tăng trưởng của các nhóm nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. Trong thời gian tới, JL Việt Nam cho rằng tốc độ tăng trưởng M&A vẫn sẽ tiếp tục và ghi nhận mức kỷ lục mới trong năm 2017 và 2018. Thực vị chỉ trong tuần trước thì đã có hơn 30 chuyến bay của Vietnam Airlines đi giữa Việt Nam và Trung Quốc bị khởi hành chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân là do tình trạng thời tiết diễn biến xấu và quá tải không lưu tại một số sân bay Trung Quốc. Thông tin từ hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, trong tuần đầu tháng 7, những chuyến bay giữa Việt Nam, Trung Quốc của hãng này thường bị thông báo không cho phép cất hoặc hạ cánh vì những lý do khách quan như thời tiết xấu, sân bay quá tải hoặc tắc nghẽn không lưu thông trên đường bay. Vietnam Airlines cho biết thời tiết xấu tại các sân bay Trung Quốc vẫn diễn biến theo chiều hướng gia tăng. Cùng với đó, các sân bay tại nước này như Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Tân, Thành Đô và Hồng Kông thường gặp phải tình trạng không lưu quá tải vào giờ cao điểm do cơ sở hạ tầng không đáp ứng. Chỉ tính riêng tuần đầu tiên của tháng 7, đã có hơn 30 chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc của Vietnam Airlines bị khởi hành trễ so với kế hoạch. Dự báo tình trạng không lưu quá tải tại Trung Quốc sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều tháng tới. Trước đó, từ cuối tháng 6, Vietnam Airlines đã có kế hoạch điều chỉnh thời gian bay, hoàn thành thủ tục lên máy bay của hành khách sớm 5 phút so với kế hoạch, tối ưu hóa công tác bố trí lịch cho phi công, tiếp viên, đồng thời chủ động cung cấp thông tin thường xuyên cho khách hàng. Trái với xu hướng giảm dần từ năm 2014 trở về trước, lượng xe máy bán ra trong nước đã tăng 6% trong nửa đầu năm nay, đạt hơn 1,5 triệu chiếc. Thông tin vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam công bố. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam trong nửa đầu năm nay, 5 thành viên của Hiệp hội này bao gồm công ty Honda Việt Nam, công ty Piaggio Việt Nam, công ty Suzuki Việt Nam, công ty SYM Việt Nam và công ty Yamaha Motor Việt Nam đã bán ra hơn 1,5 triệu xe máy, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016. Đây được xem là con số tăng ấn tượng bởi thị trường xe máy từng được cho là đã về mức bão hòa và có xu hướng giảm dần. Cụ thể, theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, năm 2013, Việt Nam chỉ tiêu thụ được gần 2,8 triệu xe máy, giảm 10% so với năm 2012. Năm 2012, lượng tiêu thụ cũng giảm 6,6% so với năm 2011, ở mức 3,1 triệu chiếc. Tuy nhiên, từ năm 2015, thị trường xe máy được xem là đã có dấu hiệu phục hồi, với lượng xe bán ra nội địa đã tăng nhẹ với mức tăng 5% vào năm 2015 và 9,5% vào năm 2016. Thời gian tới, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy đánh giá thị trường sẽ tiếp tục phát triển ổn định, với sự phát triển mạnh mẽ của dòng xe tay ga, xe mô tô thể thao, xe phân khối lớn và xe tay côn. Tạo điểm nhấn độc đáo cho thành phố phát triển văn hóa đọc và tạo ra giá trị kinh tế là những gì mà đường sách Nguyễn Văn Bình đã mang lại sau một năm giữ hoạt động. Trước kết quả đó, thì mới đây Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có thể trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề án xây dựng thêm mô hình đường sách theo cụm quận, tức là 2-3 quận huyện sẽ có một đường sách. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tính khả thi và hiệu quả của đề án này. Sau 18 tháng đi vào hoạt động, đường sách Nguyễn Văn Bình đã tạo ra được nhiều hiệu ứng tốt. Theo báo cáo tổng kết năm 2016 của Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chủ quản đường sách, trong năm đầu tiên hoạt động, đường sách mang về doanh thu 27 tỷ đồng. Sang năm 2017, báo cáo quý 1 cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, mức doanh thu đã đạt 11 tỷ đồng.
Đây là những động lực để Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị mở rộng đường sách ra các cụm quận huyện. Tuy nhiên, bà Quách Thu Nguyệt, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, mong muốn lan tỏa văn hóa đọc cho người dân của sở là điều chính đáng, nhưng muốn thành công còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi nghĩ rằng quan điểm của lãnh đạo thành phố là muốn lan tỏa thêm cái tinh thần phát triển văn hóa đọc, không chỉ dừng lại ở các quận nội thành mà còn có thể tạo điều kiện cho cái người dân thành phố ở nhiều nơi, đặc biệt là những cái quận huyện xa trung tâm. Đó là những cái mong muốn hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng theo tôi nghĩ rằng là để có thể thực hiện cái mô hình của đường sách một cách hiệu quả và thành công, cũng cần phải chú ý tới các cái yếu tố là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đồng quan điểm với bà Quách Thu Nguyệt, ông Nguyễn Đắc Xuân, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế nhận định việc pha loạn yếu tố độc đáo của đường sách ở nhiều quận huyện sẽ không mang lại hiệu quả. Còn những cái chỗ khác anh cũng có thể làm, và chắc chắn là sẽ không có đông đảo được, và chắc chắn cũng không thể là độc đáo được. Là không độc đáo được bởi vì sao? Là cái gì độc đáo là người ta đã làm đây rồi. Ông Xuân còn cho rằng đường sách Nguyễn Văn Bình có vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm văn hóa của thành phố không thể thay được. Người ta có thể làm, họ có quyền làm, nhưng tôi chắc sẽ không thành công và không thể cạnh tranh được cái chỗ này. Ngoài ra, theo các chuyên gia, việc mở thêm những đường sách mới như đường sách Nguyễn Văn Bình phải xét đến hiệu quả kinh doanh. Khó khăn trước hết là thực ra là cả nước chúng ta hiện nay là có khoảng 60 nhà xuất bản. Mà trong 60 nhà xuất bản, như bạn biết rồi, là những nhà xuất bản đủ năng lực và đủ nội lực để làm sách thì trên 10 đầu ngón tay. Còn lại thì những cái doanh nghiệp phần lớn là hoạt động của ngành xuất bản là các cái doanh nghiệp tư nhân, hàng trăm doanh nghiệp tư nhân. Thế nhưng mà đã là cái kinh doanh thì điều ngoài cái chuyện là tinh thần gắn với cộng đồng thì mục tiêu vẫn là hiệu quả kinh doanh. Tức là những đơn vị đó họ tham gia những hoạt động trước hết là phải mang lại hiệu quả kinh doanh. Thì họ phải cân nhắc giữa những cái yếu tố để có thể địa điểm, cái sức hút của công chúng và cái đầu tư và cái phần thu lại của họ. Con số hàng chục tỷ đồng doanh thu có thể rất hấp dẫn, nhưng hãy nhìn những hình ảnh này. Đây là những hình ảnh thu được tại đường sách vào các ngày đầu tuần. Lượng khách thưa thớt, các gian hàng vắng người, chỉ có nhân viên ngồi đọc sách hoặc trò chuyện. Một nhân viên bán hàng tại đường sách cho biết, khách chủ yếu đông vào cuối tuần hoặc dịp có sự kiện gì đặc biệt, còn những ngày thường thì rất ít khách. Trên thực tế, nhiều công ty sách và nhà xuất bản cho biết gian hàng sách của họ vẫn đang trong tình trạng cầm cự. Khách đến đây chủ yếu là để chụp hình, xem sách, nhưng không mua, dẫn đến sách bị nhầu nát, không bán được. Đó là chưa tính đến chi phí cho mỗi gian hàng không nhỏ. Cụ thể, chi phí xây dựng cho gian hàng diện tích 4.5 x 4.5 m², không vướng cây xanh là 476 triệu đồng, và gian hàng vướng gốc cây là hơn 387 triệu đồng. Do đó, việc đầu tư thêm gian hàng tại các đường sách mới không nhận được sự ủng hộ từ phía công ty sách và nhà xuất bản. Ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc First New Trí Việt, khẳng định công ty ông sẽ chỉ tham gia đường sách Nguyễn Văn Bình. Chắc chắn chúng tôi chỉ tham gia một đường sách Nguyễn Văn Bình thôi. Tại vì nó đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Hiện tại nếu tính ra thì nó vẫn chưa phải là hiệu quả. Tại vì thời gian, con người và rất là ý tưởng của nó. Và tôi đã là một trong người tâm huyết ủng hộ ý tưởng đường sách đầu tiên của những người là tâm huyết về đường sách, thì tôi thấy rằng là đường sách so với ý tưởng ban đầu vẫn chưa đạt được. Các đơn vị tham gia cho rằng thay vì mở thêm đường sách, vẫn có nhiều giải pháp khác nhằm thúc đẩy văn hóa đọc và tạo công bằng trong thụ hưởng văn hóa giữa nội và ngoại thành. Chẳng hạn đẩy mạnh đầu tư vào đường sách Nguyễn Văn Bình và tổ chức sự kiện sách ở ngoại thành. Trong khi đó, thành phố cần tập trung giải quyết các vấn đề như cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Nhiều đơn vị đề xuất nên có biển hiệu cho người nước ngoài, chú ý nâng cấp kiến trúc cơ sở vật chất, hệ thống chiếu sáng, giải quyết vấn đề về bãi đỗ xe, đồng thời nên đưa đường sách thành một điểm du lịch trọng điểm của thành phố, tổ chức các chương trình lễ hội lớn tại đây. Lan tỏa văn hóa đọc là việc nên làm, nhưng nhân rộng mô hình đường sách và làm nên thành công mà đường sách Nguyễn Văn Bình đã làm là điều không dễ. Thành phố cần tính toán làm sao cho cân bằng được mục tiêu lan tỏa văn hóa cộng đồng và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho những đơn vị tham gia.
Chuyển sang thị trường chứng khoán, sắc xanh đã kịp trở lại với hai sàn chứng khoán vào cuối phiên giao dịch ngày 11 tháng 7. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn góp phần chủ chốt cho xu thế tăng nề của thị trường. Sau vài phiên lao dốc mạnh trước đó, thị trường tiếp tục giao dịch giằng co khi bước vào thời điểm đầu phiên. Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trên nhiều cổ phiếu. Tuy nhiên, về cuối phiên sáng đã giảm dần được thu hẹp đáng kể nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn gồm Vinamilk và Vincom. Bên cạnh đó, lực mua vào cũng xuất hiện trở lại, cho dù không nhiều, nhưng cũng đủ giúp nhiều cổ phiếu hạn chế xu thế giảm. Bước sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục rung lắc mạnh, VN-Index có thời điểm về sát mốc 760 điểm trong sự hoang mang của nhà đầu tư. Tuy nhiên, diễn biến khá tương đồng với phiên sáng khi đà giảm của thị trường đã thu hẹp dần và thậm chí chuyển hẳn sang sắc xanh vào cuối phiên. Khép phiên, VN-Index tăng 0,37% lên mốc 769,36 điểm, thanh khoản đạt hơn 4.200 tỷ đồng, tương đương trên 220 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tại sàn Hà Nội, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế gần như suốt phiên. Các cổ phiếu chủ chốt rơi vào tình trạng giảm giá trước lực bán vẫn ở mức cao. Hoạt động giao dịch trên sàn diễn ra khá sôi động. Về cuối phiên, HNX Index đã kịp lấy lại sắc xanh và dừng ở mốc 100,42 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 63 triệu đơn vị, ứng với hơn 670 tỷ đồng. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kết hợp với công ty chứng khoán SSI sẽ tổ chức giới thiệu hệ thống và thử nghiệm giao dịch chứng khoán phái sinh. Đối tượng trong chương trình chạy thử lần này là phóng viên các báo đài. Theo đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, dự kiến ngày khai trương và giao dịch chứng khoán phái sinh vào đầu tháng 8 tới đã được Bộ Tài chính thông qua và đang trình Chính phủ xem xét quyết định. Cho tới thời điểm hiện tại, HNX đã chấp thuận thành viên giao dịch của chứng khoán phái sinh cho 6 công ty chứng khoán gồm HSC, VN Direct, Bản Việt, SSI, BSC và VBS, đồng thời kết nối hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh với các thành viên này. Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, hiện Bộ Tài chính giao vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính nghiên cứu có văn bản chấp thuận về thiết kế sản phẩm này với tài sản cơ sở là trái phiếu gia đình. Về cơ chế giá, HNX và VSD đã có công văn gửi Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế giá cho sản phẩm trên thị trường chứng khoán phái sinh. Theo đó, chứng khoán phái sinh sẽ bao gồm 4 loại chính: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. Và trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. Năm 2017, giá vải thiều Bắc Giang lập đỉnh cao nhất trong 63 năm qua. Giá heo hơi của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đột ngột tăng cao.